Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 428 của bộ truyện Thiên Hiệp Giải Kỳ Tiên Nghịch tác giả Nhĩ Căn qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn đừng quên ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trong nháy mắt khi mà Vương Lâm nhìn thấy ngũ hành tinh chuyển động, vẻ ngưng trọng trên mặt lão già trên tầng tháp thứ 9 dần dần tiêu tán, thay thế bằng một nụ cười. Cửu chuyển tâm luân, dù là trên Tiên Cương Đại Lục thì cũng rất ít người có thể phá vỡ. Trọng điểm của trận này là ở tâm. Tâm động càng nhanh thì trận này càng khó phá giải. Người vừa rồi nói người này khi ở Chu Tước Tinh cực kỳ giàu hoạt, tâm trí rất cao. Lúc này đã qua nhiều năm như vậy, hắn chẳng những không chết mà tu vi còn tăng mạnh. Hắn đã trải qua nhiều sinh tử, trong sinh tử ma luyện, thế đã bình tĩnh sao? Và càng là người thông minh thì trong cửu chuyển tâm luân này lại càng không thể thoát ra được. Lúc này mới là trong đệ nhất chuyển, càng vào sâu sát khí lại càng nhiều. Một khi tới cửu chuyển thì người này cả đời sẽ bị vây trong đó, cho tới khi nào mà hao hết tâm thần mà chết thì mới thôi. Có lão tổ tọa trấn, người này quả quyết không thể đi ra. Nạp Đa nghe vậy khóe miệng cũng mỉm cười, hướng về phía lão già ôm quyền vái một cái, trong mắt đầy vẻ sùng kính, mở miệng mà nói. Lão già mặc kim bào cười ha hà, cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay phải của mình, trong mắt lóe lên vẻ oán độc. Cho tới bây giờ tay phải của hắn vẫn còn đau đớn, dù vận chuyển tiên lực cũng không thể đỡ. Ở bên ngoài ngũ hành tinh vào lúc này, Huyền La Đại Thiên Tôn đang lơ lửng trong tinh không, lúc này quan sát hai mắt cũng sững lại. Cửu chuyển tâm luân này dù uy lực không ra gì, nhưng đối với cả tu sĩ không biết kết cấu của nó, muốn phá giải cũng cực kỳ gian nan. Đứa nhỏ này sợ là không thể phá nổi. Mà thôi, cứ xem xét đã. Nếu bị nhốt ở trong đó thì ta sẽ ra tay sau. Huyền La Đại Thiên Tôn nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn không hy vọng Vương Lâm có thể phá vỡ một trong những danh trận của Tiên Cương Đại Lục, nhưng mà trong đáy lòng của hắn thì vẫn có một tia chờ mong. Chẳng qua tia chờ mong này rất là yếu ớt, ngay cả bản thân hắn cũng sau khi phát hiện ra tia chờ mong này mà phải bật cười. Có lẽ vẫn có kỳ vọng quá cao đối với hắn rồi. Cho dù đạo cổ hoàng tôn đời này nếu chưa từng gặp qua trận này, tùy tiện xông vào cũng sẽ nhất định là bị nhốt thôi. Lúc này đây, bên cạnh ngũ hành tinh, thần sắc Vương Lâm ngưng trọng nhìn chằm chằm vào ngũ hành tinh khổng lồ kia. Chỉ là càng nhìn, hắn lại càng thấy ngũ hành tinh xoay tròn nhanh hơn. Lúc đầu còn thong thả chuyển động, nhưng mà lúc này đã nhanh hơn gấp mấy lần. Dưới sự chuyển động không ngừng của nó, Vương Lâm cảm thấy đôi mắt đã hơi đau đớn và mê muội. Tâm thần cũng bởi vì nhìn chăm chú mà tiêu hao rất là nhanh. Cảnh tượng này khiến hắn chấn động tâm thần. Ngay lập tức nhắm đôi mắt, nhưng mà thần thức thì vẫn nhìn thấy ngũ hành tinh đang gào thét chuyển động, không ngừng dừng lại một chút nào như trước. Đây là cấm chế trận pháp gì thế này? Hai mắt đột nhiên mở ra, sắc mặt Vương Lâm cực kỳ âm trầm. Hắn dù nhìn hay không, nhắm mắt hay mở mắt, có nhìn về hướng đó hay không thì thần thức vẫn luôn thấy tu chân tinh quay tròn như trước. Rất nhanh đã qua 9 nhịp thở. Trong tích tắc thời phút thứ 10, chuyển động của ngũ hành tinh này đột nhiên nhanh hẳn lên, lập tức khiến cảm giác mê muội của Vương Lâm càng tăng lên mãnh liệt. Tâm thần hao tổn tới mức bản thân hắn không thể điều khiển được, tiêu tán rất nhanh. Loại chuyện quỷ dị này cả đời Vương Lâm chưa bao giờ gặp qua. Bản thân hắn cũng không thể hiểu nổi tại sao lại như vậy. Ở nơi này rốt cuộc tồn tại cấm chế gì? Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn không chút do dự, thân thể cất bước tiến thẳng về phía tu chân tinh phía trước. Dù tu chân tinh này quỷ dị, nhưng lúc này khoảng cách với ta không xa, ta cũng không cần quản tới nó, trực tiếp tiến vào là được. Tốc độ Vương Lâm rất nhanh,
cất bước một cái là vượt qua một khoảng không vô tận. Nhưng mà sau mấy lần cất bước, đồng tử quán co rụt lại. Một bước khi đúng ra hắn phải bước vào ngũ hành tinh, thì không ngờ hắn lại cất bước. Ngũ hành tinh chuyển động, khoảng cách giữa đôi bên lại không có chút thay đổi, giống như Vương Lâm vừa chuyển động là ngũ hành tinh chuyển động theo vậy. Vương Lâm trầm mặc. Giờ phút này lại một lần 9 nhịp thở nữa trôi qua, trận pháp đã tiến vào đệ tam chuyển. Tốc độ chuyển động của ngũ hành tinh lại một lần nữa tăng vọt. Lúc này Vương Lâm nhìn ngũ hành tinh đã không còn thấy rõ ràng nữa. Đây rốt cuộc là trận pháp gì? Tại sao lại quỷ dị như vậy? Ngũ hành tinh trong tâm của Vương Lâm không ngừng chuyển động, mơ hồ khiến cho hắn xúc động. Sự xúc động này cũng không tới một cách đột nhiên, mà giống như vốn đã tồn tại từ lâu. Nhưng trong nháy mắt khi mà sự xúc động này xuất hiện, ngũ hành tinh trong mắt Vương Lâm liền ầm ầm tăng mạnh. Sự tăng vọt này khiến cho ngũ hành tinh chuyển động với tốc độ quá nhanh, giống như hình thành một cơn lốc xoáy khổng lồ vậy. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, sự xúc động trong lòng căn bản là không thể đè nén, càng ngày càng mãnh liệt. Cũng bởi vậy mà tốc độ của ngũ hành tinh lại càng lúc càng nhanh. Không đúng, không thích hợp cho lắm. Vương Lâm không chút do dự, thân thể đột nhiên lùi lại phía sau muốn rời khỏi nơi này. Nhưng dù hắn có lùi lại nhanh hơn nữa, thì khoảng cách giữa hắn và ngũ hành tinh cũng không giảm bớt một chút nào. Loại biến hóa quỷ dị tới cực điểm này khiến cho tâm thần Vương Lâm chấn động, xúc động càng nhiều hơn. Giờ phút này lần thứ tư, 9 nhịp thở nữa lại trôi qua, ngũ hành tinh tiến vào ngũ chuyển. Tiến vào trong đệ ngũ chuyển, nguyên nhân khiến sự xúc động trong lòng Vương Lâm không ngừng nảy sinh. Ngũ hành tinh đã hoàn toàn thay đổi, không còn hình dáng của tu chân tinh nữa, mà đã hóa thành một dòng xoáy hình tròn, xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Thân thể Vương Lâm run lên, lồng ngực cảm thấy khó chịu. Cùng với sự chuyển động của ngũ hành tinh, Vương Lâm cảm giác như cả thiên địa xoay tròn, giống như tinh không xoay tròn. Thứ duy nhất không chuyển động thì chính là bản thân Vương Lâm. Nhưng cũng chính bởi vì biến hóa đầy mâu thuẫn này lại khiến cho Vương Lâm không thể nào cảm thấy phù hợp. Cảm giác mê muội làm cho Vương Lâm cực kỳ thống khổ, giống như sắp sửa nôn mửa, bước chân lảo đảo lùi lại phía sau vài bước. Sắc mặt thì trắng bệch, hai mắt tràn ngập tơ máu. Hắn nhìn chằm chằm vào trong dòng xoáy, thần sắc ngoài sự xúc động còn lộ vẻ điên cuồng nữa. Chỉ là cùng với sự điên cuồng này, tốc độ của dòng xoáy lại một lần nữa ầm ầm tăng vọt. Trong thời gian ngắn đã nhanh tới mức không thể nào hình dung nổi. Bước chân Vương Lâm không yên, thân thể bắt đầu chuyển động theo mà hắn không thể phát hiện ra. Ở tầng thứ 9 trong tòa tháp cao ở trên ngũ hành tinh, lão già mặc kim bào nhìn thấy cảnh tượng này liền cười ha hà. Ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn, nhìn bầu trời bên ngoài tháp, thần sắc lộ vẻ khinh miệt. Đã đến đệ ngũ chuyển rồi, hắn trốn không thoát rồi. Nếu như là lão đại bước vào đó, nếu đã tới ngũ chuyển thì cũng không thể thoát ra được. Chỉ có thể ở trong đó tiêu hao tâm thần, tiêu tốn thọ nguyên. Người này muốn xông vào ngũ hành tinh ra, thật sự là không biết lượng sức mình. Khuôn mặt của Nạp Đa cũng xuất hiện nụ cười. Hai mắt hắn nhìn về phía bầu trời bên ngoài tháp cũng lộ ra sự sợ hãi. Hắn đối với cả cửu chuyển tâm luân này, tuy không hiểu bằng lão già mặc kim bào, nhưng hắn biết mình nếu ở trong đó thì sớm đã thất bại rồi. Hắn hiểu rất rõ sự đáng sợ của trận pháp này. Năm đó hắn ở trong đệ tam chuyển đã hôn mê, được lão tổ cứu, tu dưỡng rất lâu mới khôi phục lại được. Từ đó về sau, hắn đối với cả cửu chuyển tâm luân này chỉ có sự kính sợ. Phía bên ngoài ngũ hành tinh, Huyền La Đại Thiên Tôn nhẹ nhàng lắc đầu thầm than một tiếng. Vẫn là không chờ mong thì tốt hơn. Một tia chờ mong kia lại hóa thành thất vọng rồi. Tuy nhiên hắn có thể kiên trì tới ngũ chuyển cũng đã là khó có được rồi. Thôi thì để cho hắn trải qua thêm một chút nữa, tới cửu chuyển ta sẽ ra tay một thể. Trong lòng của Huyền La Đại Thiên Tôn hơi thất vọng, nhưng hắn cũng hiểu rõ là trước khi mình trở thành Đại La Đại Thiên Tôn, nếu không biết đến trận pháp này mà tùy tiện tiến vào, sợ rằng cũng là như vậy thôi. Giờ đây thì sắc mặt Vương Lâm tái nhợt. Trong nháy mắt khi mà 9 nhịp thở trong đệ ngũ chuyển trôi qua, liền phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi này là do tâm thần hao tổn quá độ mà thành.
thân thể hắn chậm rãi chuyển động, nhưng hắn lại mạnh mẽ đè nén lại. Trên mặt Vương Lâm nổi đầy gân xanh, và điên cuồng và xúc động tràn ngập toàn thân hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào ngũ hành tinh đang chuyển động cực nhanh, giống như đã tới cực hạn kia, đứng im không nhúc nhích. Hắn biết dù không nhìn thì dòng xoáy này vẫn là như vậy. Hắn hiểu là dù không nghĩ tới thì dòng xoáy này vẫn chuyển động. Và hắn lại càng hiểu rõ là nếu thân thể mình đồng thời chuyển động theo thì dòng xoáy này sẽ hút toàn bộ tâm thần của mình vào trong. Sau khi hoàn toàn hao tổn hết thì chờ đợi bản thân chính là tử vong thôi. Cứ 9 nhịp thở trôi qua, ngũ hành tinh lại tăng tốc một lần sao? Vô Lâm chịu đựng sự muê muội, chịu đựng sự khó chịu khiến hắn thống khổ, gắng gượng mà bình tĩnh suy nghĩ. 9 nhịp thở biến đổi mà khiến ta xúc động thì tốc độ cũng tăng lên. Trong lòng ta vừa xuất hiện sự điên cuồng, chuyển động lại liền tăng mạnh. Vô Lâm càng suy tư càng nghiên cứu thì chuyển động kia lại càng nhanh, khiến hắn không thể tĩnh tâm được. Hắn nhìn chằm chằm vào dòng xoáy ngũ hành tinh, càng không thể bình tĩnh. Hắn muốn suy tư, hắn muốn tìm ra rốt cuộc là có nguyên nhân gì khiến tất cả những gì mình nhìn thấy đều xoay tròn. Rất nhanh thì 9 nhịp thở đã trôi qua, lần thứ 6, lần thứ 7, rồi lần thứ 8, lần thứ 9 thoáng cái đã tới. Lúc này lão già mặc kim bào trong tháp cao cười phá lên, mang theo nạp đa ra khỏi tháp cao, đứng bên ngoài bầu trời. Kiều chuyển rồi, người này chết chắc rồi. Nạp đa, chuẩn bị theo lão phu đi nhặt xác tên này thôi. Lão già mặc kim bào cười to, đang muốn bước đi thì đột nhiên tiếng cười dừng lại, ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Chậm đã. Sao chậm? Chuyển động không ngờ lại chậm rồi. Không có khả năng. Đây là đệ kiều chuyển. Thế này thì... Người bị hoảng sợ còn có cả nạp đa nữa. Hắn đang vốn tươi cười, nhưng mà lúc này vẻ tươi cười liền biến thành kinh hãi. Huyền La Đại Thiên Tôn bên ngoài ngũ hành tinh đang lắc đầu, đè nén sự thất vọng trong nội tâm. Tay phải giơ lên đang muốn ra tay, thì trong nháy mắt này hai mắt hắn đột nhiên sững lại. Tay phải chậm rãi buông xuống. Trái tim tĩnh lặng từ vạn cổ lúc này đập thình thịch. Bên trong trận pháp, tới thời gian khi mà kiều chuyển bắt đầu, Vương Lâm bỗng nhiên nhắm hai mắt lại. Tâm động là tâm động, tâm ta động cho nên thần động, thần động thì tất cả đều động. Cho nên ta nhìn thấy ngũ hành tinh này chuyển động, toàn bộ đều do tâm ta không tĩnh. Hai mắt Vương Lâm tiêu tán tơ máu, vẻ điên cuồng tiêu tán, xúc động tiêu tán, chỉ còn lại sự bình tĩnh như nước. Chỉ còn lại sự bình tĩnh như nước giếng cổ không chút gợn sóng. Nhịp thở thứ nhất trong đệ kiểu truyền. Vương Lâm nhắm hai mắt lại. Hắn thử qua chân giả bổn nguyên, nhưng mà ở nơi này nó giống như là tiêu tán vậy, không có chút tác dụng. Bởi giả chân cũng tốt, giả cũng được, đều là từ tâm. Tâm của Vương Lâm nếu đã bị dẫn động thì tất cả đều động. Trong nháy mắt khi mà nhắm mắt lại, hai mắt hắn đột nhiên lại mở ra, trong mắt bình tĩnh như nước. Hắn đã hiểu rõ tất cả đều chỉ là ma luyện đối với cả tâm mà thôi. Tâm mà đã tĩnh thì thiên địa tĩnh, nhưng tâm muốn tĩnh lại vô cùng khó khăn, nhất là trong sự xúc động này thì lại càng gian nan. Lúc này Vương Lâm có vẻ như đã bình tĩnh lại, nhưng mà trên thực tế hắn còn chưa làm được. Hắn mới chỉ làm được là thân tĩnh mà thôi. Thân thể Vương Lâm bình tĩnh trở lại. Trong mắt hắn, tốc độ ngũ hành tinh đang chuyển động bỗng chậm lại. Loại chậm này rất là rõ ràng, hầu như chỉ trong nháy mắt đã chậm lại mấy lần. Nhịp thở thứ hai trong đệ kiều truyền. Sau khi mà thân tĩnh, trong khi mà ngũ hành tinh đang chuyển động chậm lại, nhìn vẫn là một dòng xoáy nhưng cảm giác váng đầu buồn nôn hay là thiên địa xoay chuyển cũng đều giảm hẳn đi. Vương Lâm có một loại cảm giác giống như mùa hè nóng được uống một ly nước đá, khiến cho tâm thần hắn lúc này đã có dấu hiệu bình tĩnh lại được. Do vậy hồn Vương Lâm cũng theo đó mà bình tĩnh. Hồn nếu đã tĩnh thì tốc độ xoay tròn của dòng xoáy ngũ hành tinh chậm lại mấy lần. Từ xa nhìn lại nó đã lên trở nên mơ hồ, lần lượt thay đổi giữa tu chân tinh và dòng xoáy. Trong mơ hồ nó giống như là không thể duy trì được dòng xoáy khiến người ta mê muội kia.
tới nhịp thở thứ 3 trong đệ kiều truyền. Trong nháy mắt khi mà tới nhịp thở thứ 3 này, thần tĩnh, hồn tĩnh, cuối cùng là thần của Vương Lâm cũng bình tĩnh trở lại. Nguyên thần, thần thức cũng bình tĩnh lại, khiến cho Vương Lâm có cảm giác xuất trận. Mái tóc hắn tung bay, ở trong tinh không sắc mặt bình thản, giống như không có bất cứ một thứ gì của giới ngoại có thể tác động, giống như là mặt nước giếng không gợn sóng. Trong mắt hắn thì ngũ hành tinh đã chuyển động chậm hơn nhiều, không còn là dòng xoáy nữa mà khôi phục lại hình dạng của tu chân tinh, trông như là không có chút dấu vết nào, nhưng Vương Lâm lại có thể nhìn thấy sự chuyển động của nó. Nhìn ngũ hành tinh nọ, khóe miệng Vương Lâm nở ra nụ cười. Nụ cười này thoạt nhìn rất là bình thản, không chút tức giận, giống như sau khi nhìn thấu tất cả, mang theo vẻ như mây nhẹ gió lành vậy. Thời gian trôi qua trong kiều truyền, tới nhịp thở thứ 4, thứ 5 và thứ 6. Lúc này đây thì trên ngũ hành tinh hoàn toàn yên lặng. Tất cả tu sĩ Quy Nguyên Tông đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt lộ ra sự rung động khó có thể hình dung nổi. Nhất là lão già mặc kim bào sắc mặt lại càng tái nhợt, biến hóa không ngừng. Hắn lúc này vẫn không thể tin nổi. Chuyện này đã vượt ra ngoài sự tưởng tượng của hắn. Đối với hắn mà nói, đây là chuyện không thể xảy ra. Hắn khinh người tu sĩ trong động phủ giới này. Hắn là người đến từ Quy Nhất Tông ở Tiên Cương Đại Lục. Hắn hiểu rõ ràng sự cường đại và đáng sợ của cửu chuyển tâm luân. Trận pháp này trên Tiên Cương Đại Lục là một danh trận. Hắn chưa bao giờ ngờ rằng tu sĩ trong động phủ giới này lại có thể trong thời gian ngắn phá vỡ được trận pháp này, cho dù là ở ngoài ngũ hành tinh. Cửu chuyển tâm luân có yếu hơn trận pháp trên Tiên Cương Đại Lục không ít, thì đây vẫn đúng là cửu chuyển tâm luân. Đây là chuyện không có khả năng. Hắn dù có hiểu rõ biến hóa của trận pháp, nhưng đã tới kiều chuyển rồi, thời gian có hạn, hắn tuyệt đối không thể ở đệ kiều chuyển mà đình chỉ sự vận chuyển của kiều chuyển tâm luân được. Lão già mặc kim bào nắm chặt hai tay, nội tâm không ngừng nói ra những lời mà bản thân cũng không thể tin nổi. Hắn đứng bên cạnh Nạp Đa, lúc này thần sắc lộ vẻ sợ hãi. Hắn cũng đã nhận ra sự biến đổi của Vương Lâm. Hắn hiểu rõ sự quỷ dị của trận pháp này. Hít sâu một hơi, trong khoảng thời gian ngắn đã không nói lên lời. Trong lòng hắn giống như là có sóng biển kinh thiên động địa dâng lên, sự sợ hãi không thể hiểu nổi đối với cả Vương Lâm. Bên ngoài ngũ hành tinh thì đôi mắt của Huyền La Đại Thiên Tôn lộ ra ánh sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, hai mắt ngày càng sáng. Những hành động của Vương Lâm đều được Huyền La Đại Thiên Tôn nhìn thấy hết, nội tâm hắn lại chấn động kịch liệt một lần nữa. Hóa ra là không thể ngay lập tức khiến tâm tĩnh, cho nên lấy thân thể dẫn động, lấy thân rời xa đi. Thân là hình, tĩnh sẽ dễ dàng hơn. Thân tĩnh xong liền ảnh hưởng tới tâm thần và hồn phách, từ đó lấy hồn phách làm gốc, kiềm chế tâm thần, khiến cho thân cũng tĩnh rồi tâm tĩnh. Như vậy khiến thân, hồn, thần đều tĩnh, sau đó tất nhiên tâm phải tĩnh. Người này chỉ trong thời gian ngắn như vậy có thể nghĩ ra phương pháp này, đúng là cực khó có được. Phản ứng và minh ngộ như vậy đúng là hiếm thấy. Người này ta nhất định phải có. Ánh mắt của Huyền La Đại Thiên Tôn lọ vẻ hưng phấn ngàn năm khó có được. Lúc này đây thì đệ cửu truyền đã trôi qua 8 nhịp thở. Tâm của Vương Lâm trong giờ phút này đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn đứng ở nơi đó, khóe miệng mỉm cười. Trong mắt hắn, ngũ hành tinh xoay tròn đã chậm tới mức khó có thể phát hiện ra. Tất cả tu chân tinh này và mọi thứ đều hiện ra rõ ràng trước mắt của Vương Lâm. Cho tới nhịp thở thứ 9 của đệ cửu truyền, trong mắt Vương Lâm, ngũ hành tinh không có xoay tròn chút nào nữa mà hoàn toàn đứng yên. Giờ phút này nếu hắn muốn thì chỉ cần bước về phía trước nửa bước là có thể đi ra khỏi cửu truyền tâm luân này, trực tiếp bước lên ngũ hành tinh. Nhưng Vương Lâm không làm như vậy. Cả đời hắn tu đạo, cứ mỗi lần chịu thiệt là đều trả lại gấp đôi. Hôm nay ở ngoài ngũ hành tinh suýt nữa hao tổn hết tâm thần mà chết. Loại chuyện này nếu hắn nhẫn nhịn thì hắn không còn là Vương Lâm nữa. Trận này ta không biết tên, nhưng lấy 9 là một lần biến hóa, tổng cộng có 9 lần biến hóa. Mỗi một lần biến hóa đều là xoay tròn, có lẽ gọi là thập biến tâm truyền thì cũng không quá đáng.
Trận này há có thể để cho ngũ hành tinh muốn chuyển là chuyển, muốn dừng là dừng chứ. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải giơ lên hướng về phía ngũ hành tinh đột nhiên điểm ra một chỉ. Một chỉ này hướng về phía bên ngoài, vẽ một vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ. Tâm động thì tinh động. Giờ phút này tâm ta nghịch động, dẫn chuyển tu chân tinh này nghịch chuyển. Các ngươi dám dùng trận này vây ta, vậy thì bây giờ nếm thử một chút mùi vị của nó xem. Sau đó tay phải Phương Lâm liên tục vẽ ra mấy vòng. Trong nháy mắt khi mà tay phải hắn chuyển động, ngũ hành tinh vừa yên xuống liền chuyển động một lần nữa, nhưng mà phương hướng bất đồng so với trước đây. Lúc này nó lại chuyển động ngược chiều lại. Trong tích tắc khi mà nó chuyển động ngược chiều lại, Huyền La Đại Thiên Tôn ở bên ngoài ngũ hành tinh lập tức cười vang, vẻ tán thưởng trong mắt càng thêm nồng đậm. Tốt, 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 đứa nhỏ này rất hợp tính tình với ta, thật là tốt lắm, tốt lắm. Cùng với lúc đó thì trái ngược với sự cao hứng của Huyền La Đại Thiên Tôn, giờ phút này tất cả tu sĩ trên ngũ hành tinh vốn đang nhìn về bầu trời, nhưng trong nháy mắt bầu trời đột nhiên biến đổi, phong vân cuốn động. Thiên không vào lúc này lập tức biến hóa, không còn màu lam nữa và cũng không còn ánh sáng ngời nữa. Trong mắt mọi người, bầu trời tiêu tán, thay vào đó là tinh không ở trong ngũ hành đại trận. Bầu trời đột nhiên biến thành tinh không. Đám tu sĩ Quy Nhất Tông bỗng thấy một tu chân tinh khổng lồ. Tu chân tinh này chính là ngũ hành tinh. Loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu. Rõ ràng là mình đang đứng ở trên ngũ hành tinh, nhưng lại nhìn thấy ngũ hành tinh. Biến hóa này khiến cho tất cả những người chứng kiến đều không thể khống chế được chấn động trong tâm thần. Cũng bị chấn động trong đó còn có lão già mặc kim bào nữa. Hắn sau khi sửng sốt, sắc mặt liền đại biến. Không tốt rồi. Trong phút chốc thì ngũ hành tinh trong thiên không vừa mới biến thành tinh không dưới con mắt của tu sĩ Quy Nhất Tông liền đột nhiên chuyển động. Tiếng ầm ầm vang vọng, ngũ hành tinh chuyển động càng lúc càng nhanh. Tâm động thì tinh động. Bọn họ vừa rồi đột nhiên bị chấn động, tâm không yên, thế nên lập tức đắm chìm trong cửu chuyển tâm luân. Trong mắt bọn họ, ngũ hành tinh chuyển động trong chớp mắt liền biến thành một dòng xoáy. Lúc này mới chỉ là nhịp thở thứ 8 của đệ nhất chuyển mà thôi. Đám tu sĩ này phun ra máu tươi, thân thể nhoáng lên liền lùi lại phía sau không ngừng, thần sắc sợ hãi tới cực điểm. Hàng loạt tiếng thét chói tai vang lên khắp không gian. Đệ nhị chuyển đã tới. Nạp Đa phun ra một ngụm máu tươi, lập tức nhắm hai mắt nhưng thần sắc vẫn thống khổ. Cái loại cảm giác đời trời đất xoay chuyển này làm cho hắn không thể tĩnh tâm, chỉ có thể gắng gượng đè nén. Nhưng càng là như vậy thì trong thần thức quán lại càng cảm thấy ngũ hành tinh chuyển động nhanh hơn. Sự sợ hãi năm đó lúc này lại tràn ngập tâm thần, khiến cho Nạp Đa suýt nữa là sợ hãi trở nên điên cuồng. Lão già mặc kim bào kia sắc mặt cũng trắng bệch, lúc này giơ tay phải lập tức điểm vào mi tâm một cái, muốn mạnh mẽ bình tâm lại. Nhưng mà những tiếng gào thét cầu cứu bốn phía lại khiến nội tâm hắn hoàn toàn loạn lên, khiến hắn không thể bình tĩnh lại được. Khi hắn nhìn lại, ngũ hành tinh đã trở thành một dòng xoáy, cảm giác mê muội lan khắp toàn thân, làm cho nội tâm quán trở nên xúc động và điên cuồng. Tâm thần hắn cũng bị hao tổn một lượng lớn không thể tự mình khống chế. Giờ phút này cửu chuyển tâm luân đã đạt tới đệ tứ chuyển. Trong nháy mắt khi mà tiến vào đệ tứ chuyển, tất cả nơi này trừ Nạp Đa và lão già mặc kim bào kia đều rơi vào hôn mê. Cho dù hôn mê nhưng thần sắc thống khổ của họ lại càng đậm hơn trước. Trong thân thể bọn họ, tâm thần tiêu tán cực nhanh. Trong nháy mắt đám tu sĩ đã như là già đi, thân thể nhanh chóng héo rũ. Thứ tiêu tán không chỉ có tâm thần mà còn có thọ nguyên của họ. Nạp Đa cũng không thể chịu nổi, miễn cưỡng tới được đệ tứ chuyển liền thấy trước mắt tối sầm lại, rơi vào hôn mê. Chỉ có lão già mặc kim bào vẫn còn đang chống đỡ. Mặt hắn nổi đầy gân xanh, ánh mắt lộ vẻ điên cuồng, gầm lên khe khẽ. Trong đồng tử quán có thể nhìn thấy hình ảnh của ngũ hành tinh đã là một dòng xoáy, không còn hình dạng của tu chân tinh nữa. Thời gian trôi qua, đệ ngũ chuyển, đệ lục chuyển và ngay trong nháy mắt tiến vào đệ thất chuyển. Lão già mặc kim bào phun máu tươi một lần nữa, vẻ mặt đã hơi héo rũ đi. Đúng vào lúc này thì ba tiếng gầm nhẹ vang lên từ tận tầng 7, tầng thứ 6 và tầng thứ 5 của ngọn tháp.
Cùng với lúc đó thì ba thân ảnh của ba lão già hóa thành cầu vồng gào thét lao ra từ trên tháp cao vọt tới. Không biết đã dùng thần thông gì mà cả ba người đồng loạt vung tay áo quấn về phía tinh không. Một tiếng ầm ầm trong nháy mắt truyền ra khắp thiên địa, hình thành sóng âm vô tận, chấn động không ngừng. Trong tiếng nổ vang này, bầu trời sụp đổ. Hình ảnh ngũ hành tinh chuyển động trong đó cũng biến mất. Tất cả đều hóa thành những mảnh nhỏ bị xé tan ra. Trong lúc chúng bị xé tan ra, thân ảnh Vương Lâm một thân bạch y xuất hiện trên bầu trời ngũ hành tinh. Bầu trời vặn vẹo, ngũ hành tinh hư ảo đang chuyển động, ầm ầm sụp đổ. Tinh không hóa thành từng mảnh nhỏ quét về bốn phía. Nếu không có bốn người này ra tay, thì vừa rồi cửu chuyển tâm luân nghịch động có thể khiến cho tất cả tu sĩ Quy Nguyên Tông ở bên ngoài tháp tử vong. Đây cũng không phải là Vương Lâm tàn khốc, mà hắn vừa rồi cũng đã trải qua hoàn cảnh như vậy. Giờ phút này khi mà xuất hiện trên bầu trời, thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, ánh mắt đảo qua mặt đất, thấy mấy trăm tu sĩ hôn mê, thấy Nạp Đa và lão già mặc kim bào, cánh tay đã bị gãy, đầy máu đen. Cũng thấy được ba nam tử trung niên thần sắc âm trầm đang nhìn mình. Ba nam tử trung niên này thoạt nhìn như là trung niên, nhưng từ thân thể bọn họ lại lan tỏa ra một luồng khí tức tang thương, rõ ràng đã tồn tại qua vô số năm. Đây cũng không phải là tu sĩ trong động phủ giới này, mà đến từ Tiên Cương Đại Lục. Ánh mắt Vương Lâm sau khi đảo qua, thần sắc bình tĩnh như trước, vung tay hướng về phía thiên địa ôm quyền. Động phủ giới Vương Lâm, tới đây bái kiến chư vị tu sĩ ở Tiên Cương Đại Lục, muốn bàn bạc với các vị một chuyện. Chư vị ở nơi này đã qua vô số năm tháng, không biết ở nơi này có tốt không? Lời vừa Vương Lâm thốt ra khiến cho thần sắc của lão già mặc kim bào bỗng nhiên đại biến. Hắn vốn đã bị thương ở trong cửu chuyển tâm luân nghịch động. Giờ phút này tâm thần biến hóa, dẫn động thương thế lại khiến khóe miệng tràn ra máu tươi. Ba tu sĩ đi ra từ trong tháp vào lúc này, thần sắc không hề có biến hóa, chỉ có đồng tử trong mắt là co rụt lại. Ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm lại càng âm lãnh hơn nữa. Và cũng trong nháy mắt khi mà lời nói Vương Lâm vừa dứt, thân thể hắn bước từng bước về phía trước, tay phải giơ lên nắm lại thành quyền. Trong nháy mắt này, cổ thần tinh điểm trên mi tâm của Vương Lâm, cổ yêu, cổ ma trong mắt trái và mắt phải đồng thời lóe lên. Ở trên bầu trời phía sau hắn đột nhiên có hư ảnh đạo cổ biến ảo hiện ra. Hư ảnh này đội trời đạp đất, vừa xuất hiện đã che khuất cả bầu trời. Ngẩng phát đầu, hữu quyền khổng lồ cũng nắm lại, động tác giống hệt Vương Lâm. Đạo cổ nhất mạch. Một nam tử trung niên biến sắc mặt, rồi ba người đồng thời cất bước theo lao thẳng tới Vương Lâm. Thân ảnh một người hóa thành một con cự long chín màu gào thét quét ngang thiên địa. Một người khác thì tiến bước, thân thể tràn ngập hắc khí, bất ngờ hình thành một quỷ ảnh khổng lồ. Quỷ ảnh nọ giống giận, vẻ mặt vô cùng dữ tợn mà lao ra. Người cuối cùng thì toàn thân hóa thành ngũ hành. Ánh sáng của kim mộc thủy hỏa thổ lóe lên. Có ngũ hành hư ảnh xuất hiện ngưng tụ ngoài cơ thể, cất bước khiến cho thiên địa biến sắc, ầm ầm mà đánh tới. Tay phải Vương Lâm nắm lại thành quyền, tiến tới, lập tức hướng về phía tháp cao, tay phải giơ lên đấm tới. Nhưng giờ phút này ba người kia đã áp sát, ngăn cản động tác của Vương Lâm. Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, không có chút kinh hoàng. Hắn nếu đã dám tới đây thì đã chuẩn bị tốt cả rồi. Ba người này tu vi không tầm thường, nhưng Vương Lâm không quan tâm. Trong nháy mắt khi mà ba người tới gần, tay trái Vương Lâm vung mạnh lên. Lập tức thì hư ảnh đạo cổ khổng lồ trên bầu trời phía sau cũng giơ tay trái lên. Thân thể to lớn xoay một cái, bất ngờ xuất hiện bên cạnh Vương Lâm, bao phủ lấy toàn thân của hắn. Đúng vào lúc này thì thần thông của ba người kia đánh tới, ầm một tiếng liền va chạm vào hư ảnh đạo cổ đang bảo vệ Vương Lâm. Hư ảnh đó run lên, không chịu nổi sự tấn công cường đại kia, sau một nhịp thở liền sụp đổ. Hư ảnh đạo cổ sụp đổ, hình thành lực trùng kích kinh thiên quét về bốn phía. Khí tức ẩn chứa đạo cổ lực lúc này quét ngang không gian, thiên địa chấn động. Thân thể ba nam tử trung niên kia đồng loạt lùi lại phía sau tới mấy trăm trượng mới dừng lại được. Hư ảnh đạo cổ vỡ tung, nhưng Vương Lâm ở bên trong lại không chút tổn thương nào. Tất cả đều nằm trong sự tính toán của hắn. Giờ phút này nương theo lực trùng kích khi mà hư ảnh đạo cổ sụp đổ, thân thể hắn bước về phía trước,
bất ngờ xuất hiện ở trên tầng cao nhất của tòa tháp, nắm tay phải lại thành quyền, trong tiếng gầm nhẹ liền trực tiếp đánh xuống đỉnh tòa tháp. Có thể nói, Vương Lâm sở dĩ đi tới ngũ hành tinh này, sở dĩ muốn xông vào nơi này chính là vì một quyền này đây. Mục đích của hắn chính là muốn bức ra tất cả lực lượng ẩn giấu ở ngũ hành tinh này. Hắn muốn xem nơi này rốt cuộc là tồn tại cường giả tới bậc nào. Hắn muốn biết rõ, trừ thiên vận tử, cái đinh thứ hai này rốt cuộc nhọn tới đâu, rốt cuộc đâm sâu tới đâu. Chỉ có sau khi hắn hoàn toàn hiểu rõ chuyện này, hắn mới có thể lập được kế hoạch đi tìm hồn thứ ba. Hắn phải bức lực lượng cuối cùng của đối phương xuất hiện. Thiên địa trong giờ phút này giống như đã trở nên hôn ám. Lực lượng trùng kích khi mà hư ảnh đạo cổ sụp đổ cực kỳ mạnh mẽ. Nó xuất hiện, lấy Vương Lâm làm trung tâm quét ngang về bốn phía, ngăn cản tất cả những người ở nơi này tiến tới. Lực lượng trùng kích này giống như là sóng không khí gầm thét, vì Vương Lâm mà quét sạch mọi chướng ngại, khiến hắn giờ phút này đánh ra một quyền liền ầm ầm đổ thẳng lên đỉnh của tòa tháp. Ba nam tử trung niên từ xa xa nhìn lại, giờ phút này thần sắc đại biến, muốn tới ngăn cản nhưng lại bị lực lượng sụp đổ của hư ảnh đạo cổ cản trở. Nói chung là tất cả đều nằm trong kế hoạch của Vương Lâm. Nắm tay của hắn xuất ra một quyền kinh thiên động địa, ẩn chứa toàn bộ quyết tâm và tu vi của hắn, khoảng cách tới tháp cao ngày càng gần. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ tầng thứ tư của tòa tháp lập tức có một luồng khí tức cường hãn truyền ra. Trong luồng khí tức này, một thanh niên mặc hắc y bỗng nhiên từ bên trong tầng thứ tư bước ra. Hình dáng người thanh niên này tầm thường nhưng hai mắt lại lộ ra ánh sáng kỳ dị. Hắn không phải là người nào khác mà chính là người thanh niên năm đó Vương Lâm gặp ở trong thiên kiếp. Người thanh niên này vốn là tới Triệu Hà tìm gì đó, nhưng mà nhiều năm trước đã phải bất đắc dĩ trở lại ngũ hành tinh, bế quan ở tầng thứ tư này, lúc này bị Vương Lâm bước ra. Hắn nhận ra Vương Lâm, Vương Lâm cũng nhận ra hắn. Là ngươi? Trong nháy mắt khi mà người thanh niên này xuất hiện, Vương Lâm liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Trong ký ức của hắn về người này, Vương Lâm thấy hắn ở trong một vùng viễn cổ tiên vực, nơi có rất nhiều pho tượng cổ thần cổ kính, dường như đang tìm cái gì đó. Người thanh niên này sau khi mà xuất hiện thì không nói gì mà từng bước áp sát Vương Lâm. Trong nháy mắt khi mà nắm tay Vương Lâm hạ xuống, tay phải hắn bắt quyết điểm ra phía trước một ấn. Trong nháy mắt khi mà ấn này được đánh ra, phía sau người thanh niên đột nhiên hiện ra 6 đá hoa khổng lồ màu đen. 6 đá hoa này lập tức tỏa ra u quang. Từ bên trong đá hoa nở rộ liền thò ra 6 cánh tay trắng mút, đồng loạt điểm tới nắm đấm của Vương Lâm. Trong thời gian ngắn va chạm, tiếng chấn động ầm ầm nổ vang. Nắm tay Vương Lâm trong sự chấn động này, cảm nhận rõ ràng được từ trong ấn quyết của đối phương truyền tới những luồng lực lượng hủy diệt ầm ầm tràn vào trong cơ thể của hắn, khiến cho thân thể hắn lập tức bịch 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 lùi lại phía sau mấy bước. Về phía thanh niên nọ cũng không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch, cơ thể truyền ra những tiếng bùng bùng, thân thể cũng lùi lại mấy bước, 6 bông hoa phía sau đồng loạt vỡ tan. Nói chung kẻ 8 lạng, người thì nửa cân. Vương Lâm lùi lại phía sau, trên cánh tay phải lập tức có 6 đá hoa màu đen hiện hóa ra, giống như là khắc trên cánh tay của Vương Lâm, khiến cho cánh tay của hắn rữa nát, chảy ra những dòng nước mồ. Đau đớn truyền vào trong tâm thần, khiến cho hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên. Thanh niên nọ trong khi mà lùi lại thì trên mi tâm cũng xuất hiện một tinh điểm hư ảo, mắt trái mắt phải cũng có tinh điểm biến ảo hiện ra. Đây là do lực lượng đạo cổ dung hợp với cả tu vi Vương Lâm sinh ra biến hóa. Tinh điểm sau khi xuất hiện lập tức hóa thành hư ảnh cổ thần, cổ ma và cổ yêu. Chúng tồn tại trong tâm thần của thanh niên này, bắt đầu cắn nuốt nguyên thần của hắn. Thần sắc thanh niên này tới lúc này vẫn luôn luôn bình tĩnh, không một chút biến hóa. Chỉ bằng vẻ thong dong này, người này theo Vương Lâm thấy cũng là một nhân vật đáng nói đó. Vương Lâm cũng không biết thanh niên này tên là Vân Giật Phong. Năm đó trong Quy Nhất Tông trên Tiên Cương Đại Lục cũng là hạng người thanh danh hiển hách, ở trong hàng đệ tử trung tâm đứng tại vị trí thứ 3. Hắn theo đám sư bá tiến vào nơi này, trải qua vạn cổ năm tháng, ở trong động phủ giới này gặp được vô số cơ duyên. Nếu trở lại Tiên Cương Đại Lục thì nhất định sẽ là một nhân vật có tiếng tăm, có thể đi tranh đoạt vị trí đệ tử đệ nhất. Hai người lúc này không nói lời nào.
Tay phải Vương Lâm giơ lên phất một cái, lập tức 6 đóa hoa màu đen liền có 3 đóa hoa tiêu tán. Còn lại 3 đóa hoa dưới lực lượng khôi phục của đạo cổ bất diệt thể của Vương Lâm liền tan nát, khiến cho cánh tay phải quắn hoàn toàn khôi phục. Về phía thanh niên nọ cũng có thủ đoạn, hai tay bắt quyết liên tục điểm vào ngực xong, xuất ra một đan dược màu đen rồi nuốt vào. Đan dược nọ trong cơ thể hắn ầm ầm tuôn ra lực lượng kỳ dị, nhanh chóng đánh tan hư ảnh tam tộc cổ. Nhưng tốc độ khôi phục quán bởi vì nhờ đan dược nên chậm hơn Vương Lâm vài nhịp thở. Thời gian vài nhịp thở này đã đủ để Vương Lâm làm tất cả những chuyện hắn muốn làm. Vương Lâm không ra tay với thanh niên này, mà lại một lần nữa nắm quyền. Trong nháy mắt khi mà đối phương đang hồi phục, liền ầm ầm đánh về phía tháp cao kia. Lúc này đây thì thanh niên kia không thể ngăn cản nữa. Một quyền đánh xuống khiến cho thiên địa ầm vang, tháp cao chấn động, giống như hấp thu lực lượng trong nắm tay của Vương Lâm xong thì bắt đầu sụp đổ từ tầng thứ nhất. Tiếng chấn động không ngừng vang lên từ tầng tháp thứ một sụp đổ khiến cho quả tà tháp tan rã. Bụi bay mù mịt dâng lên, tháp cao sụp đổ nát bới tới tầng thứ tư. Tháp cao đột nhiên nổ tung, nhưng ba tầng cao nhất lại giống như là không có chút ảnh hưởng, không hề biến hóa một chút nào, lơ lửng ở nơi đó tỏa ra ánh sáng như ngọc. Ba tầng tháp cao này giống như tồn tại độc lập, giống như là từ những năm tháng vạn cổ, những tu sĩ tiên cương đại lục chỉ mang tới ba tầng này. Sau đó qua năm tháng, hậu nhân của họ mới xây dựng lên tầng thứ tư cho tới tầng thứ năm cho tới ngày hôm nay. Trong nháy mắt khi mà những tầng tháp phía dưới sụp đổ, u quang lóe lên, từ trong tháp truyền ra một giọng nói già nua nhưng cực kỳ uy nghiêm. Giọng nói này như sấm dậy nhưng lại vượt qua tất cả lôi đình. Lời nói thốt ra khiến cho thiên địa biến sắc, giống như hóa thành pháp tắc mà giáng xuống. Tiểu bối hoang dã đạo cổ, ngươi là người của nhánh yêu nhất ở trong đạo cổ nhất mạch, đều là lũ người hoang dã. Đừng nói là ngươi, mà cho dù là người trên của ngươi tới đây, thì trước mặt Quy Nhất Tông ta cũng chỉ như là một đám tu sĩ thô tục hỗn tạp hoang dã mà thôi. Giọng nói này vang vọng, mang theo một chút cuồng ngạo truyền vào trong tâm thần của Vương Lâm. Lời nói này còn chưa khiến Vương Lâm có cảm giác khó chịu, thì đã khiến sắc mặt của Huyền La Đại Thiên Tôn ở phía ngoài ngũ hành tinh âm trầm hẳn đi. Hắn cả đời này chưa bao giờ thấy ai dám vũ nhục đạo cổ nhất mạch. Lúc này lần đầu tiên mới gặp phải người đầu tiên là lão già ở tầng thứ ba này. Chẳng qua nếu lão già cuồng ngạo này mà biết những lời quán bị Huyền La Đại Thiên Tôn ở phía ngoài nghe thấy, thì không biết vẻ mặt của lão già sẽ có thể bị dọa tới mức co quắp toàn thân như thế nào, chắc chắn là tâm thần tê liệt hay không đây. Lời nói của lão già trong tháp cao vang vọng trong thiên địa truyền vào tai của Vương Lâm, cũng khiến cho Vân Giật Phong của Quy Nhất Tông nghe được. Vân Giật Phong này âm thầm nhíu mày. Hắn là người tính tình rất là tùy tiện, nhưng đó chỉ là bên ngoài thôi. Nội tâm của hắn rất là cuồng ngạo, đã ăn sâu vào trong cốt tủy. Cũng bởi vì ngạo khí này nên hắn khinh thường không thèm dùng lời nói vũ nhục đối phương. Loại chuyện này đối với hắn mà nói rất là hạ mình. Giờ phút này thì Vân Giật Phong cau mày, nhìn Vương Lâm một cái, thở dài một tiếng, thân thể uể oải rời đi, không hỏi tới chuyện này nữa. Trong tầng thứ ba của ngọn tháp, sau khi mà lời nói truyền ra, một vầng sáng màu lục lóng lánh, bên trong lại có ánh vàng lần lượt xen kẽ, hóa thành quầng sáng hai màu nhanh chóng tràn tới. Cùng lúc đó có một lão già mái đầu bạc trắng, thần sắc kiêu ngạo từ bên trong tầng thứ ba bước ra. Toàn thân lão già này tỏa ra khí tức mộc và thổ của ngũ hành. Trong nháy mắt khi mà xuất hiện, liền có một hư ảnh cây đại thụ che trời và một cơn lốc đất cát ầm ầm hiện ra phía sau. Một luồng uy áp không huyền trung kỳ bước thứ ba từ trên người lão già tràn ra, bao phủ tám phương. Ngay khi đi ra, tay phải của lão già giơ lên hướng về phía tháp cao vung một cái, lập tức tạo thành một quầng sáng bao quanh tháp, hình thành một tầng phòng hộ. Lực lượng này rất là mạnh, muốn phá vỡ ít nhất phải mất cả nửa ngày. Xông vào ngũ hành đại trận, cửu chuyển tâm luân, thằng nhãi con này thật là to gan lớn mật.
Hôm nay ngươi đã tới đây thì đừng hòng đi được nữa. Ta phải cho ngươi biết nơi này không phải là nơi đạo cổ nhất mạch nhỏ bé các ngươi có thể tiến vào được. Ánh mắt lão già lộ ra hàn quang nhìn về phía Vương Lâm. Trước tiên là bắt ngươi, để cho người lớn trong nhà ngươi phải tới tạ tội. Lão già này không biết Vương Lâm là tu sĩ trong động phủ giới, chỉ là sau khi nhìn thấy đạo cổ lực của Vương Lâm, liền nghĩ tới đối phương nhất định là người của Tiên Cương Đại Lục. Mà lão cũng không nghĩ rằng Vương Lâm một mình tới đây, rất có khả năng là có người khác của đạo cổ nhất mạch tới nữa. Mục đích của bọn họ sợ rằng cũng không phải tham gì đồ vật trong động phủ giới này, mà chỉ muốn tìm kiếm Diệp Mịch. Tất cả đều là do lão phán đoán, lúc này lại càng tưởng rằng suy nghĩ của mình là chính xác 10 phần. Lời nói vừa dứt, thân thể liền nhoáng lên, tay phải giơ lên chụp vào hư không một cái. Lập tức thì một cây đại thụ che trời hư ảo liền phát ra những tiếng bùng bùng, vặn vẹo một cách quỷ dị, cuối cùng hóa thành những luồng ánh sáng xanh tiến vào trong tay hắn. Rồi bất ngờ ánh sáng đó biến thành một cây roi màu xanh biếc dài khoảng 10 trượng. Cây roi này thì tràn ngập mộc lực của ngũ hành, tỏa ra sinh cơ mênh mông. Nó nằm trong tay của lão già, bị vung lên liền phát ra những tiếng vun vút, trông như là một con mãng xà màu xanh biếc lóe lên lục quang lao thẳng về phía Vương Lâm. Thiên địa biến đổi, giống như dưới cây roi này tất cả mọi thứ đều chỉ cần một roi là sụp đổ. Pháp bảo mà Quy Nhất Tông trên Thiên Cương Đại Lục am hiểu nhất thì chính là roi. Chuyện này rất có danh tiếng trên Thiên Cương Đại Lục, mà cây roi này thủ đoạn chế tạo so với cả bên ngoài thì cũng rất có nhiều sự bất đồng. Giờ đây cây roi màu xanh biếc gào thét đánh tới, khiến cho Vương Lâm không nhìn rõ hình dạng, chỉ nhìn thấy một vùng lục quang lóe lên rồi lao thẳng tới bản thân. Trong lục quang cũng tồn tại mộc bổn nguyên của ngũ hành nữa. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng. Lúc này trong 3 tầng tháp cao, còn lại 2 tầng chưa có chút phản ứng. Tu vi của lão già tầng thứ 3 này cũng đã kinh người như thế, không biết 2 tầng còn lại sẽ như thế nào. Thân thể Vương Lâm liền lùi lại phía sau mấy bước. Trong nháy mắt khi mà cây roi đánh tới gần, đôi mắt hắn liền lộ ra hàn quang, tay phải giơ lên 5 ngón tay tạo thành trường, đột nhiên mà vỗ tới. Trong nháy mắt khi mà trường ấn đánh xuống, 5 ngón tay của hắn lại nắm lại thành quyền, hướng về phía trước túm mạnh một cái. Nhân quả ấn. Một cái túm này khiến cho một đám lục quang từ chiếc roi bị lôi ra, ngưng tụ trong tay phải Vương Lâm, bị hắn nắm chặt một cái khiến lục quang tan nát. Tiếng ầm ầm vang vọng không gian, chiếc roi có hơi sững lại một chút. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất ngũ hành tinh, những nơi cây cỏ mọc dài liền nhanh chóng héo rũ, hóa thành sinh cơ màu xanh biếc, trong nháy mắt ngưng tụ vào cây roi kia. Chỉ trong tích tắc thì một bộ phận bổn nguyên vừa mới bị Vương Lâm dùng nhân quả ấn hút đi đã lập tức được đền bù đầy đủ. Cây roi lại gào thét tới gần Vương Lâm, hung hăng quất lên người hắn. Ầm một tiếng, thân thể Vương Lâm bỗng run mạnh. Cây roi chưa đụng vào thân thể hắn mà quất 7 tấc vào trước người hắn, tạo thành một vùng sóng gợn khiến thân thể Vương Lâm lập tức cảm nhận được một luồng lực anh kích. Thân thể hắn bịch 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 lùi lại phía sau mấy bước, mạnh mẽ đè nén ngụm máu tươi muốn phun ra, rồi ngẩng phát đầu. Lão già nọ nhe răng cười cuồng ngạo, lại vung cây roi tới một lần nữa. Lần này phương hướng đánh tới chính là đỉnh đầu Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, trong mắt hiện lên vẻ tính toán. Hắn tới nơi này mục đích không phải là để chém giết với kẻ này, mà muốn xem cái đinh này đâm sâu thế nào, đám tu sĩ từ bên ngoài tới này mạnh tới đâu. Giờ phút này thì lão già này xuất hiện, Vương Lâm cũng không ngạc nhiên. Chẳng qua nếu hắn bị dây dưa thì Vương Lâm cũng không thể bước ra 2 tồn tại trong 2 tầng tháp cao còn lại. Rồi sao, Vương Mỗ cũng có đây. Trong nháy mắt, ánh mắt Vương Lâm lóe sáng. Với tâm trí của hắn vào lúc này thì càng biết phải làm sao mới có thể từ bên trong mà đạt được mục đích. Tay phải hắn giơ lên chụp vào hư không một cái. Côn cực tiên trong nháy mắt xuất hiện trên tay của hắn, phát ra những tiếng phun vút. Lại có cả kim quang từ trong côn cực tiên phát ra, bao phủ bốn phía, giống như đang muốn ganh đua với cả lục quang trên coi cây roi của lão già kia vậy. Trong nháy mắt khi mà nhìn thấy côn cực tiên, hai mắt của lão già lộ vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh dường như nghĩ tới điều gì đó, thần sắc lập tức trở nên âm trầm hẳn đi. Tất cả mọi chuyện đều phát sinh trong nháy mắt. Vương Lâm cầm côn cực tiên, thân thể vọt tới, bỗng nhiên hung hăng vụt mạnh về phía trước. Lập tức côn cực tiên va chạm với cả cây roi màu xanh biếc kia,
Từ xa nhìn lại, hai cây roi giống như hai con mãng xà khổng lồ, giờ phút này đụng vào nhau, gào thét ầm ầm va chạm. Roi vốn là vật mềm mỏi, giờ phút này mượn lực lượng va chạm với nhau như là quấn lấy nhau, vặn vẹo xuyên xoay chuyển, trong nháy mắt đã rất khó tách rời. Kim quang và lục quang lóe lên, tiếng chấn động ầm ầm quanh quần. Vương Lâm giật một cái khiến cho côn cực tiên thẳng tắp. Lão già kia cũng làm như vậy. Hai cây roi lúc này dường như hóa thành hai cây gậy vậy. Trong nháy mắt, hai người đồng thời phát lực, hướng về phía trước giật mạnh một cái. Mặt lão già kia đầy gân xanh, thi triển toàn bộ lực lượng. Tu vi dung nhập vào tay phải, dung nhập vào bên trong cây roi, giật một cái khiến lực lượng ầm ầm bộc phát. Vương Lâm thì có huyết mạch đạo cổ, lúc này không có sinh linh nào có thể có khí lực lớn hơn tu sĩ cổ tộc nữa. Mà Vương Lâm lại chẳng những là đạo cổ nhất mạch, mà trong phân thân còn có 7 đạo bổn nguyên. Giờ phút này bổn nguyên trong phân thân cũng bộc phát, dung nhập vào tay phải, hòa hợp với cả đạo cổ lực. Hơn nữa tay phải của hắn là cánh tay của Diệp Bạch. Cánh tay này tạo thành một lực lượng dung hợp mạnh mẽ, đạt tới một mức độ cực kỳ khủng bố. Lão già này tu vi mặc dù đạt tới không huyền trung kỳ, mặc dù thần thông hắn mạnh hơn Vương Lâm, nhưng nếu muốn so bì khí lực thì thật là đáng buồn cười. Giờ đây một cái giật này khiến cho thiên địa ầm vang, hai cây roi trong nháy mắt đều phát ra thanh âm không thể chịu đựng nổi. Gần như chỉ trong chốc lát, dưới tiếng nổ ầm ầm, cây roi trong tay lão già lập tức bị kéo vọt ra, để lại một vệt máu trên tay của hắn. Trong tiếng chấn động, hai cây roi bị kéo về hướng Vương Lâm. Hai mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể nhoáng lên một cái liền bất ngờ lao thẳng về phía lão già. Thần sắc lão già cực kỳ âm trầm, không chút nghĩ ngợi liền lập tức lùi lại phía sau. Trong khi lùi lại, hai tay hắn bắt quyết, hướng về phía hai bên đột nhiên vung ra. Cây roi màu xanh biếc vừa mới bị Vương Lâm giật mất liền lập tức tan rã, tiêu tán hóa thành một đám ánh sáng màu xanh biếc quấn thẳng về phía lão già. Cùng với lúc đó, hư ảnh cơn lốc đất cát phía sau lão già liền quấn mạnh tới, bao phủ lấy toàn thân của lão, như tiếng răng rắc vang vọng trong thiên địa. Cơn lốc hợp nhất với cả ánh sáng màu xanh biếc nhanh chóng co rụt lại. Chỉ trong một thời gian ngắn, mộc và thổ lực lượng của ngũ hành liền hóa thành một bộ áo giáp có hai lực lượng ngũ hành. Áo giáp này toàn bộ màu vàng đất, nhưng mà bên ngoài lại có rất nhiều hoa văn màu xanh lục. Từ xa nhìn lại trông giống như là một tu chân tinh. Áo giáp này sau khi xuất hiện, tu vi lão già đột nhiên tăng vọt, từ không huyền trung kỳ nhanh chóng tăng lên, trong nháy mắt đã đạt tới không huyền hậu kỳ đỉnh phong. Khoảng cách tới không huyền đại viên mãn cũng chỉ có một bước. Đây đúng là áo giáp của Quy Nhất Tông. Nhưng mà áo giáp càng cường đại thì điều khiển nó lại càng khó khăn, lại càng gây thương tổn lớn cho người mặc. Lúc này thần sắc lão già lộ vẻ vặn vẹo thống khổ, trên mặt nổi đầy gân xanh, giống như là có vô số nhánh cây đang chui vào trong da thịt của hắn, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Hắn ngẩng phát đầu, phát ra một tiếng kêu thống khổ, thân thể đột nhiên lao về phía trước. Dưới chân hắn mặt đất chuyển động, quần quận quấn lên, mặt đất giống như hóa thành sóng biển, ầm ầm quấn đi, mang theo cả một dãy núi lớn lao tới. Cũng trong thời gian ngắn, toàn bộ cây cỏ trên ngũ hành tinh héo rũ cả, hóa thành một tia lục khí lơ lửng bay tới, ngưng tụ bốn phía xung quanh thân thể lão già. Bất ngờ luồng lục khí này hóa thành vô số cây đại thụ che trời, ngưng tụ lại hình thành một mộc nhân khổng lồ. Thân thể mộc nhân này lớn tới mấy ngàn trượng, đội trời đạp đất ôm lấy lão già kia. Giờ phút này trong nháy mắt khi mà tới gần Vương Lâm, tay phải mộc nhân này hung hăng giơ lên đập về phía hắn một cái. Chết đi cho lão phu! Tiếng nói ong ong truyền tới, trong đồng tử của Vương Lâm xuất hiện một đại quyền khổng lồ của mộc nhân. Ở dưới thân của Vương Lâm thì mặt đất đã quấn thành dòng, một cơn lốc đất cát vùng lên, phong tỏa bốn phía Vương Lâm. Vô số đất cát tung bay như là muốn kéo nát thân thể Vương Lâm ra vậy. Trong bão cát này, thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự tính toán của hắn. Trong khi mà bão cát này che khuất tầm mắt, vào nháy mắt khi mà nắm tay mộc nhân ầm ầm đánh tới, Vương Lâm nhắm hai mắt lại, thân thể được đạo cổ bất diệt thể bao phủ. Bên ngoài ngũ hành tinh, Huyền La Đại Thiên Tôn vẫn đang nhìn tất cả biến hóa trên tu chân tinh này. Hắn quan sát Vương Lâm từ lâu, lúc này cũng đã rất hài lòng. Mà vào giờ phút này, đôi mắt hắn lại càng lộ vẻ kỳ dị. Đây là một loại thần thông cùng loại với cả tiên nhân bất diệt thể. Hắn muốn làm gì đây chứ?
Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 428 tại đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối ngày tiếp theo.